Đen nhảy mã trong. Đổi lại, như đen đi mã 2 tiến 1. Sức đối kháng của đen kém. Khả năng phòng thủ cũng yếu. Các bạn có thể tham khảo ở ván thứ 84. Tức là ván sĩ giáo pháo ván 1. Như đen mã 2 tiến 3. Đen phi pháo phong xa. Ngoài ra, đen còn các khả năng khác. Đấy là xe 9 bình 4, tốt 7 tiến 1 và tốt 3 tiến 1 sẽ trình bày ở các ván khác. Đỏ tiến pháo đánh mã. Đây là nước cờ mà Lý Lai Quần dùng đối phó với vua Âu Hoa năm 1985. Đen bình xe giữ mã, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đen đi pháo 2 bình 5 chiếu tướng. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen xe 9 bình 7. Đỏ đi xe quá hà. Ngoài ra, đỏ hai khả năng khác. Một là đỏ đi sĩ 4 tiến 5. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng, như đỏ đi. Hai bên ngang thế. Có như đỏ đi pháo 6 bình 8. Cờ đen được quân. Khả năng thứ hai là đỏ đi tốt 3 tiến 1. Đến đây, đen có hai khả năng, như đen đi pháo 5 tiến 4. Cờ đỏ tiên thủ.
Còn cái đen lên sĩ. Cờ đỏ ưu thế. Nhất đỏ C2 tiến 6. Đen lùi mã. Đổi lại, đen đi pháo 2 bình 5. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 7 lùi 9. Đến đây đen có hai cách đi quân. Một là xe 7 bình 4. Và hai là tốt 7 tiến 1. Cách đi nhất của đen xe 7 bình 4. Đây là nước cờ mà Triệu Quốc Vinh dùng đối phó với Lưu Tinh ở giải đồng đội năm 1993. Đen lùi pháo. Đổi lại, như đen đi tốt 3 tiến 1. Cờ đỏ hơn quân ưu thế. Như đen pháo 2 lùi 1 đuổi xe. Đỏ chạy pháo. Đổi lại, như đỏ nổ pháo đánh sĩ. Cờ đen dễ đi. Như đỏ pháo 6 tiến 3.
hai bên ngang thế. Mà các bạn xem lại cái đi quân này. Hai bên ngang thế. Cách đi thứ hai của đen là tốt 7 tiến 1. Đen đi tốt 3 là dùng lưỡng đầu xà khắc chế đối phương. Nước cờ chính xác. Đây là nước cờ mà Lữ Không dùng đối phó Trần Tín An ở giải đồng đội năm 1993. Đổi lại, như anh đi xe 7 bình 4 đuổi pháo. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen tốt 3 tiến 1. Đỏ bình xe và nách là chiếm yếu lộ. Như đỏ đi nhầm, nổ tốt đầu chiếu tướng. Cờ đen chờ xe 7 tiến 2. Cờ đen phản tiên. Như đỏ xe 2 bình 4. Đỏ thoái pháo là đề phòng đen đi pháo 2 tiến 1 đoạt tiên. Cờ đen tiên thủ.
Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Cờ đen tiên thổ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận thuận pháo.